Xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu của ông Ngô Thành Luông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị một người, đó là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghệ thuật, và giáo sư là người rất am hiểu về đờn ca tài tử. Và theo Quỳnh Nhân được biết thì đờn ca tài tử được giới thiệu với UNESCO từ những năm 1960. Và năm 1963 thì giáo sư Trần Văn Khê đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba thu một đĩa đờn ca tài tử để giới thiệu với UNESCO. Và một đĩa tương tự cũng đã được thực hiện vào năm 1972 với phần trình tấu của chính giáo sư và nhạc sư Vĩnh Bảo. Ngoài ra, Cocora Radio France, một cơ quan truyền thông của Pháp, đã mời giáo sư cùng ông Vĩnh Bảo và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng năm 1994 ghi âm hai đĩa đờn ca tài tử khác, và cả hai đều nằm trong danh sách đĩa nhạc bán chạy nhất nước Pháp. Do vậy, với am hiểu uyên thông của mình, và trong chương trình hôm nay giáo sư sẽ cùng chúng ta xuyên suốt để diễn giải thêm về đờn ca tài tử. Bây giờ thì chúng tôi xin được chào đón giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Xin mời quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để trân trọng kính mời giáo sư lên sân khấu. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì trước hết giáo sư sẽ giới thiệu với chúng ta về định nghĩa và xuất xứ của đờn ca tài tử. Xin mời quý vị cùng nghe. Kính thưa quý vị, các cấp các lãnh đạo, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa các bạn yêu mến đờn ca tài tử và hát cải lương. Nếu mà nói định nghĩa và xuất xứ thì tôi chỉ tóm tắt lại: âm nhạc Việt Nam truyền thống có những âm nhạc truyền thống dân gian dính liền với đời sống con người từ lúc sơ sanh đến lúc trở về với cát bụi. Mới sanh ra thì con tiếng hát ru, đồng dao, rồi cho con hò, điệu lý, đối ca nam nữ, hát quê tình. Và tới khi trở về cát bụi thì có câu hò điêu linh. Nhưng mà âm nhạc truyền thống thuộc về cái loại bác học thì có những loại nhạc thính phòng. Miền Bắc thì có ca trù, miền Trung thì có ca Huế, miền Nam thì có đờn ca tài tử. Thì đó là một cái bộ môn có thể gọi là nhạc thính phòng, khác lại với trên sân khấu. Sân khấu là miền Bắc hát chèo, miền Trung có hát bội và hát tuồng, miền Nam có hát cải lương. Thì cái đó là định nghĩa nó như thế. Nhưng mà xuất xứ ra thì kể ra ở miền Nam từ rất lâu đã có nhạc lễ. Và trong nhạc lễ đó có hai phe, một cái phe văn và phe võ. Phe võ là đánh kèn trống và chập bạc, rồi này kia có kèn trung để rằng mà tấu lên những cái điệu nhạc dính liền theo những nghi lễ, hoặc là rước thần, hoặc là đám ma, hoặc là có những cuộc lễ hội. Và có một cái phe văn toàn là những cái dây đờn dây, mà thứ nhất là trong miền Nam có được cái dàn nhạc bốn cái đờn cò lên theo bốn cái dây khác nhau. Nhưng mà lần lần sau khi chúng có những cuộc lễ hội, có những cái lúc đêm khuya thì thay vì mà đánh dàn nhạc lễ phe văn phe võ thì có những cái cây đờn không phải là thuộc về kèn trống hay là kèn sáo, mà thuộc những dây đờn dây tơ và sáo trúc. Thì những cái đờn nó kêu bằng nhạc cây. Và nhạc cây đó thì là để đờn trong chơi đêm khuya chơi. Thì cái lúc đó nó sau rồi mới đổi lại là có tên là âm nhạc ca nhạc tài tử, là bởi vì để cho khác lại với những cái âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng mà tới cuối thời kỳ thế kỷ thứ 19 thì có phong trào cần vương. Mà phong trào cần vương thì ở tại từ miền Trung có những cái người nhạc công nhạc sĩ ở miền Trung đi vô trong Nam, thì chừng đó cái phong trào đờn ca tài tử bắt đầu mới phát triển. Thì có chia ra hai cái vùng, vùng miền Đông và vùng miền Tây. Mà vùng miền Đông đó thì chúng ta mới vừa nhớ tới tưởng niệm một cái người có thể gọi là một người hậu tổ của trong đờn ca cải lương, đờn ca tài tử cải lương, là tức là cụ Nguyễn Quang Đại,
có Thiên Nguyễn Văn Đợi, Hoạt Động Ba Đợi và những cái người khác như Cao Quỳnh Cư, Cao Quỳnh Điếu. Còn ở miền Tây thì là có thầy Ký Quần, trong đó có ông nội tôi là Trần Quang Diệm và Nguyễn Liên Phong, Nguyễn Tùng Bá. Thì cái dàn nhạc cải lương, dàn nhạc đờn ca tài tử bắt đầu bị phát triển lên. Thì đến thời lúc sau này thì càng ngày càng phát triển, mà nó dính liền với tất cả cuộc sinh hoạt của cái miền Nam, mà không phải chỉ một cái tầng lớp nào, từ cái người nông dân tay chân lắm tay bùn, hay là những cái người mà đi chèo thuyền, chèo ghe, hay là những người thợ hớt tóc, và kể cả những cái người công chức ở trong chính quyền, ai cũng đều thích được những cái đờn ca tài tử. Thì cái đó là bắt đầu, nó là cái một nhạc thính phòng, xuất xứ nó là tự tại miền Nam. Rồi sau có nhờ âm nhạc miền Trung, tức âm nhạc Huế, đi ngang vô âm nhạc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, thì làm ra thành một cái lối nhạc tài tử đặc biệt của dân tộc Việt Nam, người gốc miền Nam. Mà cái đó là nó ăn sâu vào trong cái cuộc sống của cái người dân tộc của miền Nam. Thì về xuất xứ và định nghĩa thì có những câu như thế. Xin được cảm ơn giáo sư. Và thưa quý vị, trong đờn ca tài tử thì tiếng đờn là quan trọng nhất. Và tiếng đờn đó được phát ra từ những người chơi đờn. Họ đã gửi tất cả những tâm tư, tâm hồn của mình vào đó. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị một nhóm nhạc được kết lại từ tình yêu âm nhạc dân tộc và đờn ca tài tử. Xin được giới thiệu với quý vị nhạc sĩ Huỳnh Khải, nhạc sĩ Hoàng Kha, nhạc sĩ Văn Sơn. Và tiếng đàn tranh Hải Phượng, nhạc sĩ Thanh Long xin giới thiệu với quý vị. Và bây giờ đây thì nhóm nhạc sẽ gửi đến chúng ta 12 câu Lưu Trường Thủy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức 12 câu lưu trường thủy thuộc điệu Bắc. Và tiếp theo đây thì xin mời quý vị cùng nghe một bài thuộc điệu Nam với lời cổ rất nổi tiếng, Tô Huệ Trích Cẩm Hồi Văn theo điệu Nam Ai, 8 câu với giọng ca của Thảo Vi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nghe sau đây. Thưa quý vị, lúc nãy chúng ta đã nghe giáo sư chia sẻ về lịch sử và sự hình thành của đờn ca tài tử. Và cũng từ đờn ca tài tử, loại hình này đã hình thành nên bao sự ca diễn khác đi kèm theo. Trong đó, ca ra bộ là một ý tưởng đã tạo nên sự phong phú cho đờn ca tài tử khi họ nghĩ đến việc vừa ca vừa tạo ra điệu bộ cử chỉ để kết hợp cùng nhau. Và bây giờ thì giáo sư sẽ tiếp tục câu chuyện hôm nay để chúng ta hiểu hơn về ca ra bộ. Xin mời giáo sư ạ. Quý vị đã vừa nghe là lúc đầu tiên là cái bài Lưu Thủy Trường, kế đây là bài Nam Ai, và tức là cái đờn ca tài tử nó nhiều bài bản lắm. Thế nhưng mà theo cụ Nguyễn Quang Đạm, bài cụ Ba Đợi là cũng như là Trần Quang Quần thì ai cũng nhìn nhận rằng tất cả có 20 bài tổ, tức là 6 bài Bắc, là trong 6 bài Bắc là Lưu Thủy Trường, Phú Lục Chấn, Tây Thi Cô Bản và Bình Bán Chấn Xuân Tình, và 3 bài Nam, tức là Nam Xuân, Nam Ai và Đảo Ngũ Cung. Thì quý vị đang nghe Lưu Thủy Trường và Nam Ai. Và quý vị cũng có để ý rằng trước khi ca, thì trước khi đờn có một câu rao, tức là một cái chuyện để đem ra dẫn tất cả những thính giả đi trở vô trong cái điệu thức. Thì cái điều đó là cái điều là ngày xưa. Nhưng mà lần lần không phải ngồi ca, bây giờ mình có đứng mình ca nó là như thế, chứ ngày xưa thì tất cả cái người ca cũng phải ngồi trên một cái sạp. Tới chừng mà khi tại ông nhà ông Tống Hữu Định năm 1939, mà khi ca tới cái bài Tứ Đại Quán, mà Tứ Đại Quán đó lấy cái tích là Bùi Kiệm Thì Rất Trở Về đó, thì giáo sư Diệp Minh Ký đi đóng vai là Bùi Kiệm, còn giáo sư Du thì đóng vai Bùi Ông, là cô Ba Định thì đóng vai gì Kiều Nguyệt Nga. Thì những cái điều đó, người ta cho rằng cái đó bắt đầu
có ra thay vì ngồi ca thì đứng dậy ca, mà ca ra bộ, mà ca ra bộ rất là thô sơ, chẳng hạn như không có nói gì hết, đêm khuya giờ tí canh ba thì cứ hát đêm khuya giờ tí canh ba, đưa bàn con tay thôi. Nhưng mà theo cái tài liệu của cô Mai Mỹ Duyên, cái người đã làm cái luận án tấn sĩ, thì nói rằng năm 1917 ở tại Cái Thia, ông Nguyễn Tống Triều đã bắt đầu có cái chuyện ca ra bộ. Mà ca ra bộ của Nguyễn Tống Triều là còn đơn giản hơn nữa, tức là cái người ca đứng gần quanh một cái chậu kiển, và những cái người đờn ngồi trên ghế hoặc là ngồi trên cái sạp, thì cái điều đó là bắt đầu một cái loại ca mà không phải ngồi ca, mà ca đứng dậy làm ca ra bộ. Mà ca ra bộ đó là tiền thân, sau nó chuyển thành ra hát cải lương. Thì hôm nay đó, các bạn thấy rằng chúng ta đã đi từ đờn ca tài tử, sau khi phát triển từ miền Đông và miền Tây thì có nhiều nhóm lắm, tất cả có nhiều nhóm, nhóm Cần Đước, nhóm Cái Thia, nhóm Đông Tiền Giang, giống Sa Đéc, giống Bạc Liêu, tất cả những tỉnh Vĩnh Long đều có những cái đờn ca tài tử. Thì cái khi mà bắt đầu chuyển sang ra ca ra bộ đó là theo có hai trường thuyết. Bây giờ chúng ta chưa có thể khẳng định một cách rõ ràng như thế nào, nhưng mà 1917 là của ông Nguyễn Tống Triều ở tại Cái Thia, còn 1919 là ông Tống Hữu Định ở tại tỉnh Vĩnh Long, ông Phó 12 đó. Thì cái điều đó là cái điều bắt đầu từ cái đờn ca tài tử trong thính phòng đi lên trên sân khấu dưới cái hình thức hết sức là đơn giản là ca ra bộ. Thưa quý vị, Tứ Đoại Án là một bài có thể nói là đánh dấu cột mốc cho sự ra đời của ca ra bộ. Như giáo sư vừa nói, sự phát triển từ đờn ca tài tử đến ca ra bộ, và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe bài này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Không biết ra làm sao mà giờ này đã xế chiều rồi mà không thấy mặt mũi ở đâu hết. Cái thằng này nè, nó mê chơi dữ lắm. Cha đó. Ơi con về nè. Mới cha nhắc nó về tới liền. Phải nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết mấy không. Con. Cha. Dạ. Con của cha. Dạ, cha con mới về. Cha ơi, cha khỏe không con? Dạ con khỏe, cha khỏe không cha? Dạ khỏe lắm con. Con thương con nhớ cha vô cùng. Cha chỉ nhớ con vô cùng gì đó dạ. Con. Sao con? Thi cử sao? Đậu rồi phải không? Nói cho cha mừng đi con. Cha. Cha ơi. Dạ đậu rồi mà. Cha ngồi xuống đây nghe cha. Cái để con thưa chuyện với cha. Con. Đậu dạ. Rồi cha mừng đi con. Dạ thưa cha. Từ khi kiếm con tin trở về. Thank you.
cha. Cha ơi, hơi trời khuya rồi, cha vào trong nghỉ nghe cha. Ừ, cha vào trong nghe con. Dạ. Kỳ cục quá. Chàng ơi, thì cha nghĩ lại coi, đây con giống ai? Con giống cha đó mà. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa thưởng thức trích đoạn Bùi Kiệm với phần biểu diễn của nhóm tài tử với ba giọng hát hay đơn ca tài tử năm 2011 là Minh Đức, Bảo Vi và Hoàng Quân. Quý vị thân mến, chúng ta đã được nghe phần giải thích của giáo sư về sự hình thành của Carabộ. Thế nhưng để biết Carabộ phát triển như thế nào thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục nghe giáo sư chia sẻ tiếp. Xin mời giáo sư ạ. Cái Carabộ bắt đầu nó chỉ là một cái buổi nói chuyện làm trong cái hòa nhạc tại nhà ông Tống Hữu Định. Nhưng lần lần người ta thấy rằng Carabộ đó có lẽ là làm được hấp dẫn, cho nên tại cái thia đó ông Nguyễn Tống Triều chẳng những đem Carabộ ra cho trong nhà và đem vô trong cái hiệu ăn, rồi ở tại Mỹ Tho thầy đang có một cái hát của thầy Nam Tú ở tại Mỹ Tho, thì thầy Nam Tú nó cũng thấy cái chuyện đó hay, cái tập hợp lại nhiều cái bài Carabộ dưới đề nhiều đề tài khác nhau, rồi thì sau đó mới đem ra có những cái hát xiệt. Cái hát xiệt thì có những cái màn xiệt, thì sau những màn xiệt giữa cái màn đó thì ra ca có một cái trích đoạn Carabộ, thì Carabộ đó đi lên được trên sân khấu mà đi theo cái hát xiệt, rồi thì sau tập hợp lại đó nó mới biến thành ra một cái nhóm đó, nhiều cái bài Carabộ mà không phải chỉ những đề tài nhỏ mà đề tài lớn, chẳng hạn như Kim Viên Kiều. Rồi cho nên lúc đó thì bắt đầu ở tại Mỹ Tho thầy Nam Tú đã tập hợp lại được nhiều lắm.
cho tới khi mà đi ra tới ra cải lương. Và hồi nãy quý vị có nghe nói rằng mình ca tài tử, có nhiều người tự hỏi rằng ca tài tử có lẽ là tại sao kêu nó tài tử, có nhiều người nói cha cái thằng đó làm tài tử quá, nó không phải chuyên nghiệp. Không phải đâu, tài tử không phải là cái người không chuyên nghiệp, tài tử là cái người có tài, dập dìu tài tử gia nhân. Nhưng mà cái người tài tử đần đó không phải như cái người chuyên nghiệp, tức là không phải bỏ tiền ra là người ta tài tử đần. Hết vui ra thì ngồi đần chơi cho tới sáng không cần lấy tiền, mà không vui rồi thì đưa ba tiền bạc bao nhiêu cũng không đần. Cho nên ngày xưa đần tài tử là như thế. Thì cái đó là bây giờ nó biến thành ra lần lần đi ra tới Carabao, rồi từ Carabao nó những nhiều nhóm Carabao tập hợp lại. Những cái điều đây là một trích đoạn nhỏ, có một cái bài Bùi Kiệm thôi, bài Tứ Đại Quán, là theo hồi nãy tôi nói kia là 6 Bắc 3 Nam rồi 4 Quán và 7 bài, bài lớn. Thì cái đó là 20 bài tổ của trong cải lương, ở trong tài tử rồi biến thành ra cải lương. Thì cái chuyện đó ở trong đó bắt đầu nó tiến triển, nó không phải là tiến triển mau lắm. Tới chừng có một cái gánh hát đó. Tới cái đêm hát mà quan trọng nhất là tại cái rạp Mô Đẹp nữa, ở tại Sài Gòn. Lúc đó là trong chiến tranh 14-18 thì có lập ra một cái bữa chương trình. Thì lần đầu tiên cái chữ cải lương mà đưa ra mà được nói ra đó, thì nói rằng đây là của đêm mà người đêm hát cải lương. Trong đó cái người Rồng Nam phun bạc giúp Pháp Quốc đánh Đức Tạc. Thì cái chữ cải lương nó bắt đầu ra lần đầu tiên. Thì chữ cải lương đó nó đi ra, cải lương tức là cái gì? Cải lương là cải là thay đổi, lương là cho đẹp, cải lương thay đổi cho đẹp. Thì nếu có dịp nói dài hơn thì chúng tôi sẽ nói về cải lương thay đổi như thế nào. Và sau đó 1920-22 có những cái Tân Thinh mà có để hai câu đối là cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh, để thành là cải lương. Thì cải lương đó nó bắt đầu nó đi ra tại trong đất Việt Nam. Thì trong khi đó nó có nhiều bài bản, có nhiều bài bản mà cái lúc đó là cái lúc năm 1000 cải lương bắt đầu ra là 1919-20. Thì cũng lúc thời kỳ đó là thời kỳ có được cái bài Dạ Cổ Hoài Lang của ông Sáu Lầu. Cụ Sáu Lầu đã đặt ra tại Bạc Liêu là cũng khoảng năm 1920. Dạ, xin cảm ơn thầy. Thưa quý vị, cách đây hơn 90 năm thì nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã sáng tác bài Dạ Cổ Hoài Lang, và cũng chừng ấy năm thì bài này cũng đã trở thành người bạn tâm tình của biết bao người dân Nam Bộ. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Hồng Nga. Cầm đừng là không phải
nguyện cho chàng hai chữ an bình an mau trở lại gia đàng cho em nhàn hiệp đôi. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là từ vào cổ Hoài Lan thì mới có vọng cổ. Và trong dân gian ta thì có câu là phi vọng cổ bất thành cải lương. Có nghĩa là nếu như không có vọng cổ thì không có cải lương. Như vậy thì giữa vọng cổ và cải lương có mối tương quan như thế nào? Và sự khác nhau giữa vọng cổ và cải lương ra sao? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe những chia sẻ của giáo sư. Dạ, xin mời thầy. Hát cải lương là một cái sự đem âm nhạc tài tử lên sân khấu, còn mà vọng cổ Hoài Lan chỉ là một bản nhạc thôi, chứ không phải vọng cổ Hoài Lan là hay là vọng cổ mà là cải lương. Thế nhưng mà trong cải lương đó người ta dùng cái bài vọng cổ rất nhiều, mà có thể lạm dụng cái bài cải lương, mà cho nên nỗi sau này những không người nghe người nào mà đi ra hát cải lương không cần ca những bản hát cho hay, chỉ cần ca cái bài vọng cổ rất hay là đủ ăn khách rồi. Cho nên có những người mà kể ra được vinh danh cho là tên ông vua giọng cổ như là Úc Trạo Ôn. Cái giọng ca rất mượt mà chỉ giọng Úc Trạo Ôn lên ca một cái thì người ta rất là thích. Mà vì vậy mà trong tất cả những vở cải lương nào mà muốn ăn khách luôn luôn phải để cái băng giọng cổ. Để đằng khi nào nói lối rồi tới chừng mình xuống câu hò đầu tiên để khán giả vỗ tay hoan nghênh, nhập cuộc vô đó thì nghe. Cho nên vì vậy mà trong giữa cải lương có bài vọng cổ, chứ không phải vọng cổ là cải lương. Bởi vì cải lương như tôi nói hồi nãy là nó khác hơn ngày xưa, là bởi vì ngày xưa hát bội, cái sân khấu rất là đơn sơ, chỉ có hai con rồng lưỡng đông tranh châu rồi thôi, không có màn gì hết. Và cải lương thì có màn nhung, nó có decor fix, nó có cánh gà, rồi ánh sáng rồi kia cũng là nhiều hơn. Rồi cái giọng hát cũng không phải là cái giọng hát nhưng giọng mé, giọng hầu, giọng ốc, giọng gan, giọng ruột như là ở trong hát bội, mà để nói cái giọng thường, nó không có những ước lệ mà phải đóng như thường. Thì tất cả mấy cái đó là cải lương, là thay đổi mới để cho nó phù hợp với cái thị hiếu mới. Còn cái giọng cổ và giọng cổ đó là một chỉ là biến cái, cũng như là biến hình biến dạng của một cái bài giả cổ Hoài Lan để đặng cho làm cho phù hợp với cái đòi hỏi thẩm mỹ của của người nghe. Cho nên không thể nói là giọng cổ là cải lương, hai cái chuyện khác nhau rất xa. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Và trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục biết đến về vào cổ Hoài Lan, thì trong chương trình hôm nay có một phần mà Quỳnh Giang nghĩ rằng có lẽ quý vị cũng rất là ủng hộ, đó là phần chúng ta sẽ cùng giao lưu với giáo sư Trần Văn Khê. Quý vị ở đây có những thắc mắc gì hoặc là muốn am hiểu sâu hơn về loại hình đờn ca tài tử thì xin mời quý vị đặt câu hỏi và giáo sư sẽ chia sẻ với quý vị ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã thấy có một khán giả ở trên đúng không ạ? Dạ thưa giáo sư cho con hỏi là giọng cổ nhịp đôi, nhịp tư, nhịp tám, nhịp 16 và nhịp 32 đó, thì người đàn vào trước thì nó được sáng tác khi nào và ai là người sáng tác ra loại hình vọng cổ này? Cái bài đó là cái bài đầu tiên giả cổ Hoài Lan, đó là nhịp đôi. Thì cái bài đó là ông Sáu Lộ đặt ra lúc 1919-20. Theo tương truyền nói chuyện người ta có báo chí nhắc lại thì là cụ ba cụ Sáu Lầu cưới vợ mà không có con, cho nên người vợ phải bị ly dị để đặng mà cưới người khác có con. Thì trong khi người vợ đi, ông Sáu Lầu nghe cái tiếng trống ban đêm buồn và đặt giả cổ Hoài Lan. Thì nhưng mà cái giả cổ Hoài Lan nó có nhịp đôi, và cái lúc đó người ta rất ưa giọng cổ là giả cổ Hoài Lan, là bởi vì thứ nhất cái hơi hướng đó là giống như là hơi hành dân mà có hơi tứ đại, nhưng mà nó không phải quá đơn giản như hành dân, mà không phải quá phức tạp như tứ đại. Cho nên cái bài đó người ta ưa. Nội dung thì là người chồng đi xa, thì lúc đó chiến tranh thứ 14-18, bao nhiêu người vợ có chồng đi ra đánh giặc bên Pháp, cho nên rất phù hợp. Nhưng mà nhịp hai nhịp đôi đó thì chỉ ca một thời gian, rồi cái bổng viên thì sau đó
thì Quỳnh Thủ Trung đi tư chơi đó, đi nghĩ ra, nghĩ là cái kéo dài ra một chút xíu, thì cái hồi cái bài Nhưng Mà Nhạn Đành Kêu Sương Nơi Biển Bắc, thì bắt đầu qua nhịp tư, rồi cái thể chân nhịp tư đó, thì ca lên thì người ta càng ngày càng thấy con nó kéo dài ra mà được rất, cũng còn là lý thú. Thì tới chừng qua tới chuyển sang qua nhịp tám đó, thì cái lúc đó là Năm Nghĩa hát cái bài Văn Vẳng Tiếng Chuông Chùa, Giọng Công Phu Tiếng Xa Đưa Của Đàn Sư Giải. Thì cái bài của Năm Nghĩa đó là được người ta quan nghênh vô cùng. Rồi lúc đó, ngay như lúc đó chẳng hạn, nhưng không phải là chỉ có những cái đờn ca tài tử hay trên sân khấu cải lương thôi, mà lúc đó lại thêm có được cái chuyện giữa hát. Thành ra cái lúc đó đó là năm 1924-25, lần đi ra từ trong nghe cái nhóm đờn nhỏ nhỏ, rồi đi ra tới vô giữa hát, đi ra tới lên. Thì cái lần đó người ta đi ra càng ngày, mỗi một lần phát triển thì thấy nó có những cái điều lý thú. Mà cái bài Dạ Cổ Hoài Lan đó, nó có một cái tính chất động mà mở, chứ không phải tịnh mà đóng. Cho nên có thể nó biến chuyển ra càng ngày càng nhiều. Mà tới chừng sau nó chuyển ra tới nhịp 16 đó, thì là bắt đầu rất là tinh vi. Và cho nên mấy cô mà cô Hai Đá ca, hay là cô Ba Bến Tre ca Bùi Bầu Tâm Sự Chúc Tình Hoài Vọng, Bán Dạ Thâm Canh Thâm Canh Bán, Nhạc Sĩ Biểu Đừng Tranh, Nhạc Sĩ Thanh Đừng Kìm, thì tất cả mấy cái dĩa hát đó người ta bán chạy vô cùng, người ta cũng thích. Rồi thì những cái câu mà hồi đó chỉ cái xê sư xê hò sư sang, biến thành ra câu thồng. Mà câu thồng nó nhiều cái câu thay đổi, làm cho người ta càng nghe càng thích thú. Những cái người mà sáng tác ra càng ngày càng sáng tác thêm, thì thành ra Dạ Cổ Hoài Lan bắt đầu là sáng tác riêng của cụ Cao Văn Lầu. Nhưng mà bắt đầu từ khi qua nhịp 8, nhịp sau đó, thì nó biến thành ra một cái sáng tác tập thể. Tất cả những người nào nghệ sĩ đều có thể đưa vào trong cái cách đó, cái cách vô câu, cách đấu câu thồng, cách xuống hò, cách xuống sang, cách xuống xề. Thì điều đó làm cho thành ra thiên biến vạn hóa, người ta thích lắm. Mà mỗi người ca thì còn có những cái cách ca khác nữa. Mà tôi còn nhớ lại hồi đó, cô Bảy Phùng Há là cái người đầu tiên mà dám đem chữ quan vô cái chữ câu giọng cổ. Là câu giọng cổ đầu hò hò sang xê công, thì thành ra theo lẽ hát Tình Duyên Sao Trắc Trở đó, theo lẽ hát Tình Duyên Sao Trắc Trở, là cô Bảy không hát vậy, cô Bảy Tình Duyên Sao Nó Trắc Trở, và cô Bảy lên một cái chữ đó cái thiên hạ suýt xa. Thành ra cái đó nó là sáng tác tập thể, nó biến ra thành ra nhiều lắm. Mà bây giờ tới qua tới nhà giọng cổ 32 là nó là nhiều lắm rồi. Cho nên sau mà người ta nghĩ tới làm tới 64 là không được, là bởi vì như một sợi dây cao su mình kéo cho nó giãn ra, nó tới một mức nào thôi, chứ kéo giãn qua ra thì nó đứt sợi dây. Cho nên không thể có được một cái sáu cái giọng cổ mà 64, chứ còn tới 32 là một cái tới chỗ, cái chỗ có thể để cho cái người nghệ sĩ đờn cũng như ca biểu diễn luyến lái, để làm cho sắp câu sắp nhịp nó có một cái phong cách đặc biệt. Mỗi một người nghệ sĩ đưa cho cái tôi vào trong cái ta, làm cho chúng ta thấy rằng cái bài giọng cổ đó được nhiều cách sáng tác, nhiều cách biến chuyển, thành ra cái bài đó được thông dụng mà tất cả mọi người nghệ sĩ ai cũng đều thích cái bản đó. Cái bài ca vào giọng cổ nhịp 32, tức là thay vì một câu có 2 nhịp, 4 nhịp, 8 nhịp, 16 nhịp, câu đó là 32. Mà nhưng mà bây giờ cái ca không khi nào bây giờ giọng cổ đó, hồi trước đó là 20 câu. Nhưng mà sau tới chừng mà ra tới nhịp 16 đó, người ta đào chỉ là 6 câu thôi. Rồi bây giờ qua tới 32 đó thì ít có ai ca 6 câu, hoặc là câu 1, câu 2, câu 3, hoặc là câu 5, câu 6. Rồi trong khi đó trước khi ca giọng cổ thì có những cái câu mà nói lối để mà làm dẫn vô đó, rồi thì từ câu nói lối rồi đi vô. Thì cái đó là một cái cách đó là mới làm trong sau này, từ cái khoảng từ 1940 mấy sắp sau. Chứ còn ngày xưa đó là ca giọng cổ là chỉ có gõ nhịp rồi rau một cái nói một câu, hai ba câu, hoặc là ngâm thơ cái gì đó rồi vô. Rồi sau này ngoài ra cái bài giọng cổ đó, người ta trước khi nó còn có những cái bài là Trăng Thu Dạ Khúc, hay là đoạn khúc Lam Giang rồi kia, trước khi ca để mà dẫn vô cái bài và bài giọng cổ.
thì cái đó là một cái, nó là thiên biến dạng dạng hóa, mà hôm nay không, chúng ta thời gian không có để mà định lại lịch sử, chỉ thấy rằng cái cách nó biến chuyển như thế là bởi vì nó có một cái tính cách động, mà nó có một cái sức sống, nó có không phải là nó cố định lại rồi nó chết ra cho cái một cái nét nhạc nào đó, mà cái nét nhạc đó nó thua thuộc vì cái cấu trúc động mà mở, chứ không phải cấu trúc tịnh mà đóng. Cho nên do đó cái bài vọng cổ sẽ biến chuyển rất nhiều, mà bây giờ tới đây đó, nó là có thể nó ngưng về cái nhịp, nhưng mà chỉ cái cách vô, về cái cách vô và vô hơi này vô hơi kia thì có nhiều rất chuyện thay đổi, mà nhạc sĩ Quỳnh Khải đã có thể nghiệm vô nhiều cái cách khác nhau, mà có nhiều cách vô rất thành công. Thì cái đó là hôm nào có cái dịp mà nói chuyện riêng về bài vọng cổ thì có thể chúng tôi nói rành rẽ hơn nữa. Và thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin được giới thiệu sự quay trở lại của nghệ sĩ Hồng Nga quý vị nha. Vâng, xin mời nghệ sĩ Hồng Nga. Dạ, kính thưa quý vị, và bây giờ thì Hồng Nga xin được trình bày một bản vọng cổ mang tựa đề Tình Mẹ của Phạm Văn Phú. Một bà mẹ trẻ ru con bằng điển nhạc đoạn trường của miền đất xa xôi, và tôi đã bao lần giữ cuộc tiễn đưa những người bạn tôi ra sân bay đi đoàn tu. Vậy mà trên tay họ vẫn còn trân trọng nâng niu cây đàn tranh sợ. Hai điều đó đã làm cho tôi suy nghĩ, bạn ơi bạn sẽ là ai nếu không còn thương mẹ? Sẽ ra sao khi xa lạ với ngôn ngữ quê hương bằng điều ly trong dân một tình mẹ tuyệt vời từ những lầu xuống. Mẹ dạy vui buồn vẫn ghét vừa nhân gian, từ buổi sơ sinh cho tới lúc trường, một ngọn nguồn đã khơi dậy từng câu, từng điệu hát đơn sơ mà mênh mông vàng. Đẻ trên mái đình bà ngoại đẻ má, rồi má mới đẻ mình bạn ơi. Giang khéo hay giàu sang mỗi cuộc đời riêng tấm áo, nhưng dân chung một nguồn cội quê nhà. Xứ sở thiên liên tới nhân nghĩa đậm đà, thổn thức có làm ấm lòng nơi đất lạ trời xa. Hãy biết ơn những câu hát ầu ơn, những cung điệu mênh mông sâu lắng, ai nỡ lãng quên và ai còn mang nặng, để xa cách cũng gần mà tình mẹ lấy đằng xa. Thiên chức thanh cao thuộc về người mẹ,
trải cuộc đời với muối mặn gần cá, để cho con có hương vị của đời. Và hơn nữa, một quê hương rất thật, tìm đâu thấy trong những âm gian xa lạ những hình ảnh thân thương cho con trẻ biết tôn thờ. Biết trân trọng nâng niu quý tình kính tình lâu. Bạn ơi có khi nào bạn nghe lòng trái rứt khi tiếng đàn bầu nó trôi điệu nam, và khi bạn nếm hương vị lạ xa chắc cũng không hơn được cái đậm đà của xứ sở. Không thể có mùi hương cao nhẹ nhẹ và hơi thở Việt Nam nơi xứ lạ khiến cho ai kia không nhớ nổi một lần ru, nhưng lại rất thuộc những bài ca du nhập. Có phải chẳng vì quê hương còn nghèo khó nên quay mặt đi với cung điệu quê nhà? Để tìm kiếm ở nơi xa một tình thì làm sao tìm được chút tình chân thật của người ta? Cái nghèo nó buộc ta phải trông rộng nhìn xa, phải vươn tới, nhưng xin đừng phụ bạc. Mảnh áo cũ còn có ngày thay mới, còn tình nghĩa thì muôn thuở phải dung bồi. Mỗi câu hát lời ru là một dòng suối mát tuôn chảy ngang đời sóng biển mới mênh mông. Mình phải thương cái e thẹn ngại ngùng khi có người lỡ hát sai đàn lỗi nhịp. Hãy hiểu cho nỗi lòng tha hương hoài dâm bằng câu hát tiếng đàn từ nguồn cội mang theo. Đã thường tình chuyển kẻ ở người đi, nhưng rất hiếm những cung điệu quê nhà nơi đất khách. Xa mặt cách lòng mình đâu dám trách, nhưng buồn hay lo khi thiếu đi một tình mẹ ru hời. Bạn nhé, bao giờ mình hướng tới ngày mai, nhưng xin hãy thương mẹ và nhớ ơn lòng ru sâu lắm. Ồ tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin ta đừng quên nhau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah, xin cảm ơn nghệ sĩ Hồng Nga. Hôm nay quý vị thấy nghệ sĩ Hồng Nga rất là trẻ đúng không ạ? Trẻ hơn hẳn chắc là nhờ tình yêu nghệ thuật phải không chị, cho nên đã làm cho chị trẻ hơn rất nhiều mà hát hay nữa. Cảm ơn chị. Yeah. Người ta lấy những cái bản lý để mà vô, chẳng hạn như lý con sáu thì sau này là làm thành lý con sáu thành ra một cái bản trong đường ca tài tử chơi, nhưng mà đường ca tài tử thì ít hơn, chứ vô trong cải lương thì nhiều. Thì bài lý tức là một cái điệu hát, một cái điệu mà ở trong dân gian, ở trong trên khi nào mình đi ra ngoài đồng áng làm việc thì
dính liền với động tác lao động là câu hò, mà không không có dính liền động tác lao động nói chuyện gì tình cảm là câu lý. Thì những bài lý đó được người ta rất ưa chuộng, cho nên trong bài vọng cổ có nhiều câu lý, có nhiều vọng cổ, cho nên để về cho Bình Trang hôm nay này hát liên khúc ba cái bài lý: lý chiêu quyền, lý chuồng chuồng và lý cây bông. Thì Quỳnh Giang thấy đã có sự xuất hiện của một nghệ sĩ vào nghề từ lúc 14-15 tuổi, đến nay đã hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nhưng giọng hát của anh vẫn còn rất trầm ấm, rất hay và làm say mê lòng biết bao nhiêu khán giả mộ điệu. Xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Thanh Tuấn với bài vòng cổ Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà. Xin giới thiệu với quý vị. Cảm thấy máu ngừng trong nhịp thở, ru cương thiên mà dòng lệ tuôn ra.
cây ba chữ Bạch Thu Hà để kỷ niệm ngày ta không gặp. Tuấn Mã ơi hãy phi mau về bảo ông tin vô quân ta được rõ rằng gió đông xưa đã vùi thấy trong gió bụi quang hà. Tiếng kèn thu quân đã tắt điện mà từ bao giờ hoàng hôn đã phủ trùm lên bãi vắng một vẻ u buồn lạnh lẽo tiêu sơ. Lá rừng rơi rụng như mưa phải chăng thấy hổ nắm mồ chỗ ta máu hồng theo lệ tuôn xa nhắc cầu chung tùy mà lòng mà ta chiều rơi cuối nẻo biên tùy ta thấy miền xa rủ bóng quân đây ta muốn kêu lên ba tiếng Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà ơi tim ta như ngừng đập máu tuần hoàn như ngân chảy khắp mấy châu tân rồi tiếng hẹn trăm năm từ đây nàng có nhớ đến ta hãy ngắm cầu tuyết hoa xa trường quân mà kêu khổ lại chinh chiến kỷ nhân hầu. Thu Hà, Bạch Thu Hà ơi, nàng đã bao phen lặn suối trèo non, ta mấy bận lao mình trong nắng gió, chuyện hàn huyên chưa cùng nhau cắn tỏ, thì giọt máu chung tình đã nhuộm tấm chinh này, thôi từ đây. Hết nợ, hết duyên, hết ân, hết ai. Lưỡi gươm tiên ta xin gửi lại cho người yêu lý tưởng Bạch Thu Hà. Hỡi tình chung ơi, đường dài mịt mông em không đến. Mình. À, vậy thì thể theo yêu cầu của khán giả thì có lẽ là xin mời anh hát thêm một bài nữa được không ạ? Dạ. Mặc dù là không có chuẩn bị tập dượt trước nhưng mà có lẽ anh vẫn hát được. Vâng, xin cảm ơn. Và Thanh Tuấn sẽ theo yêu cầu của tất cả bà con đến mến mộ giọng ca Thanh Tuấn. Thanh Tuấn gửi đến bài ca của tác giả Minh Thùy, bài ca Nhớ Nha Trang. Lời riêng này anh gửi cho em từ thành phố Tân Long gió
mặt nước xanh dần con sóng kẻ lời ru. Thì tầm trong đêm vắng khơi đồng lòng anh càng yêu say đắm, nét mặt diễm kiều miền cát trắng quê trên bằng đá công viên dưới cội thủy dương ai nói tiếng yêu thương ta tiếc ngọt ngào để cho lòng anh càng thêm mà sâu lắng, anh sai tiếng thân tình nồng thắm của em trao. Mình đã yêu nhau và trải qua bao cay đắng mặn đồng, hai tiếng thủy chung mang nặng bên lòng. Dù phải qua mưa cuồng gió loạn, tiếng hẹn ban đầu thề giữ nhẹ đến mai sau, đừng để tròn bổn phận mình. Thì ai vì nhau mà giữ vẹn chữ chung thành, tiếng gió rì rào chiếc lá lai lai ru nhẹ màng đêm giữa lòng thành phố. Mỗi việc ghi quanh im liềm trong giấc ngủ, chỉ còn lại mình ảnh bên ánh đèn khuya tâm sự với riêng mình. Hãy nói cùng em những lời nói chân tình, để hiểu sâu thêm lòng người nơi phố bán yêu mến nồng nàn miền cát trắng nghe quê em, để như đêm về nghe sóng vỗ em nhớ dắt em đi qua bờ nhạc ánh đèn, giọng nói dịu hiền nhẹ nhẹ bên tay qua lẫn thanh âm của trùng khơi sóng. Tìm tức con người cây nghĩa tùy chung là mình biết lo hạnh phúc cho đời, người con gái mà anh thương anh mến đâu dễ hận ngờ sao làm gì tiếng chung cũng như em, dù không ngờ quê hương nhưng cũng giữ tình thương để gửi về nó.
giữ tình yêu chúng mình muốn tỏa, dù cách trở đường đời cũng đừng bỏ ngỡ bước chân đi. Giữa đêm dài tâm sự gian nhiên, nhớ nhà trang chiều nào mình sông bước, nhớ phố biển thân yêu vừa xanh xóa tóc tha tước bước mà xoay mong nước đại dương, để những đêm về nghe sông vỗ êm êm vỗ toàn an dương thanh năm khúc nhạc để người phương xa về đi tấp nập yêu mến nồng nàn vẻ đẹp của nhà ta. Bao nỗi tăng tầm vẫn sừng sững hiên ngang, nắng mưa tên nào ngã sát thương ai qua đời. Năm tháng xa rồi vẫn mãi trong tôi hình ảnh nhà ta biển trời lộng lầy, để mình bên nhau nồng nàn câu chung thủy xây dựng cuộc đời như quê đắng ngàn ngào thơ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Thanh Tuấn và xin chúc cho anh sẽ luôn mạnh khỏe, luôn giữ được phong độ và giọng hát hay của mình nha quý vị. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với phần giao lưu của khán giả. Ở đây thì con xin mời anh Hùng ạ. Dạ thưa thầy, con được biết rằng cái đờn ca cải lương của mình đó, thầy đã nghiên cứu và cả thế giới đều biết đến từ năm 1960. Thì qua những cái công trình nghiên cứu của thầy và đã đưa ra thế giới, thì như vậy đến nay là năm 2012, tức là hơn 52 năm rồi. Thì bây giờ mình mới bắt đầu, mình mới làm cái chuyện mà để cho thế giới công nhận là di sản. Như vậy là nó có quá lâu hay không? Và cái bây giờ mình có nên làm thêm những bước gì nữa để cho nhanh được thế giới công nhận đây là di sản văn hóa thế giới? Dạ, xin hết. Cái chuyện đưa ra để cho thế giới công nhận chỉ là một cái chuyện nên làm. Thế nhưng mà tại làm sao trong khi mà đưa ra UNESCO, đưa ra tôn vinh, tôi là người sống trong đời cải lương tài tử cải lương, gia đình của tôi 4 đời, nhưng mà tôi lại không có nghĩ đưa ra cải lương tài tử cải lương đưa ra trước, và phải đưa ra ca trù, đưa ra nhạc cung đình. Thì bởi vì thế này, cái lúc đó đó cái tiêu chuẩn của UNESCO là 2 tiêu chuẩn, phải có bề dày của lịch sử và chiều sâu của nghệ thuật. Mà bề dày của lịch sử là tức là một cái nghệ thuật đó phải có 300-400 năm chiều sâu của nghệ thuật, tức là nó có được người ta nghiên cứu rất nhiều về mặt nghệ thuật. Thì trong khi đó nó ca trù nó có cả ngàn năm, nó có cả từ nhà Lý, mà có thể chánh là từ nhà Lê, thì cũng là tên là thế kỷ thứ 15, tới bây giờ cũng 500-600 năm. Thì tất cả những chuyện đó phù hợp với cái tiêu chuẩn của UNESCO, trong khi đờn ca tài tử chưa được hơn quá 100 năm, cải lương thì đưa ra chưa được 100 năm. Thì thành ra mình đưa ra cái tiêu chuẩn đầu tiên là mình thiếu cái bề dày của lịch sử, còn cái chiều sâu của nghệ thuật mình chưa có ai nghiên cứu. Thì cái điều đó đưa ra sớm, tức là đưa ra cái chỗ thất bại, cho nên chúng tôi chờ đợi. Nhưng mà sau khi năm nay đưa ra thì nó có nhiều chuyện tôi cũng chưa thỏa mãn lắm. Thế mà chúng ta đưa ra bây giờ nó không phải trễ mà cũng không phải là sớm, là bởi vì năm nay nó có chuyển ra những cái tiêu chuẩn khác, tức là không có phải nhất định, không còn là kiệt tác của di sản phi vật thể của nhân loại, mà nó là di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại. Thì cái đó nó nhẹ nhàng hơn, không có phải những cái người đi ra để mà nghiên cứu về mặt sâu sắc, về mặt nghệ thuật. Thì là cái điều đó là cho nó có thể mình đưa ra được. Huống chi là tôi đã dọn đường rồi. Năm từ 1960 tới 63
đã có diễn hát ca, ca tài tử, trong đó có 6 tưởng đờn, Bạch Huệ ca, thì UNESCO đã lựa những cái bộ môn đó đưa vào cái diễn anthology de la musique traditionnelle, tức là tuyển tập những nhạc âm nhạc dân tộc thì âm nhạc truyền thống. Thì tôi thấy rằng cái đó đã bắt đầu. Sau nữa cái những báo với tôi để làm cái dĩa hát Okora thì được sao được người ta rất là hoan nghênh. Rồi UNESCO gửi một cái ông người chuyên gia là Hubert de Freyssinet đến nhà tôi để ghi âm anh Viễn Bảo, và tôi ngồi đờn anh Viễn Bảo với tôi đờn và Tây Thi cổ bản, và sau đó anh Viễn Bảo đờn Độc Tố, Nam Xuân Nam Ai, Đảo Ngũ Cung và Tứ Đại Quán. Thì cái dĩa đó nó được UNESCO cho vô cái loạt dĩa mà mang nhãn hiệu của UNESCO là như là musical sources, tức là nguồn gốc của âm nhạc. Thì tôi thấy rằng khi mà đi ra chẳng những là dân chúng tôi thích, khi cháu Hải Phượng đi qua bên Pháp thì hai thầy trò chúng tôi cũng là đưa ra một cái dĩa hát đờn ca tài tử, thì đã được 2 giải thưởng, một giải thưởng của tất cả những nhà phê bình trẻ của bên Đức Đức năm 1994, và một cái giải thưởng sốc, tức là của ông Laurent Aubert, là cái người viết trong thế giới âm nhạc, đánh giá những dĩa hát mà dĩa hát về đánh giá cao là 4 ngôi sao, 3 ngôi sao, mà cái sốc đó là còn cao hơn 4 ngôi sao. Thì điều đó khi mà cháu Hải Phượng với tôi làm ra cái dĩa hát đó, trong đó có là Lương Thủy, rồi đờn Quán, rồi có đờn Bài Hạ, rồi có đờn liên khúc Nam Xuân Nam Ai Đảo, rồi có Tứ Đại, thì điều đó chứng minh rằng không phải chỉ cái giới nghiên cứu người ta thích, mà thứ nhất quan trọng nhất là quần chúng thích, là bởi vì cái dĩa hát của anh Vĩnh Bảo đã làm ra dĩa 33 dòng, sau năm 1994 chuyển sang thành ra CD, mà cái năm đó cái tạp chí Diapason là cái tạp chí tính sổ là tất cả những dĩa hát nào bán chạy nhất trong năm đó. Thì cái dĩa hát của anh Vĩnh Bảo với tôi năm 1994 được Diapason đo, tức là huy chương vàng của cái báo thế, tức là cái dĩa hát đó bán chạy nhất trong năm 94, tức là quần chúng không có biết gì hết, chỉ nghe mà thích rồi mua. Thì điều đó chứng tỏ ra rằng âm nhạc đờn ca tài tử không phải chỉ cái giới nghiên cứu bằng lòng cho vô trong cái tuyển tập của UNESCO, mà không phải chỉ đó thôi mà dân chúng mua dĩa rất nhiều. Thì điều đó làm cho chúng tôi tin tưởng rằng nếu mà khéo làm cái tờ hồ sơ thì có thể là hy vọng là UNESCO nhìn nhận. Thế nhưng mà UNESCO nhìn nhận hay không nhìn nhận, cái chuyện đó đối với riêng tôi thì tôi cho rằng nó hay lắm, nhưng mà không phải là quan trọng. Quan trọng là chúng ta ý thức được cái đó nó có giá trị, chúng ta tự làm ra cái hồ sơ để biết chúng ta đã có cái gì, cha ông chúng ta chắc chiêu gìn giữ cái gì đẹp cho chúng ta. Thì bây giờ được người ta nhìn nhận càng tốt, mà không nhìn nhận là có thể tại người ta chưa có thấm được. Mà không phải đờn ca tài tử không phải ai cũng thấm được, đờn ca tài tử phải nhập điệu mới thấm được. Mà tự nhiên năm nay mà làm cái hồ sơ này, tôi thấy có nhiều điểm tôi thấy tôi chưa thích, là bởi vì ghi âm đờn ca tài tử mà bị chốt đèn lên cái rồi vô ngồi lại đờn bắt đầu đờn rồi không phải gây gì nữa. Đờn ca tài tử phải cho chơi chừng 2-3 giờ đồng hồ, chơi chừng nào nghe là chín mùi rồi thích rồi, lúc đó đó khi mà đờn không còn nghĩ gì nữa hết, lúc đó cứ vô mới là hay. Thì thành ra có nhiều cái những cái chỗ chưa có được thỏa đáng lắm, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà khéo trình bày thì có thể được. Nhưng tôi chưa biết sẽ ra sao, là bởi vì cái hồ sơ đó phải không phải người chúng ta là người miền Nam chuyên môn đờn ca tài tử mà không được cái quyền để mà làm hồ sơ, mà hồ sơ đó thuộc về của Viện Âm nhạc ở Hà Nội. Thì thành ra khi mà làm được một năm trời rồi mới mời tôi làm cố vấn, thì trong đó đã nhiều chuyện tôi đã nghĩ rằng nếu mà mời tôi phải làm từ đầu, đặng cho tôi cố vấn từ đầu phải làm sao. Cái này giống như cái áo mai quần gần rồi, mời tôi lại để mà sửa cho cái áo đó cho nó đẹp hơn. Tôi nói thà để cho tôi may tốt hơn chứ nếu bắt tôi sửa cái áo rồi thì là cái đó cực nhọc quá mà biết thành công hay không. Thì nói xin đưa các bạn rằng đã đưa hồ sơ rồi, nhưng mà cái chuyện mà đánh giá hay không đánh giá đó tùy theo trong ban giám khảo có người hiểu hay không hiểu, thích hay không thích, có người biết giới thiệu hay không. Mà lúc trước
tôi còn ở trên Unico, thành ra tôi với ông cô Dominas là hai người, hai anh em có tiếng nói rất mạnh ở trong UNESCO, cho nên chúng tôi gặp cái hành lang, chúng tôi nói chuyện này nói chuyện kia, thì lẽ tất nhiên cái đó là góp một phần rất lớn cho sự đánh giá. Còn bây giờ trong 12 năm nay tôi trở về đây, tôi không còn làm việc ở UNESCO nữa, tôi trở về sống tại đất nước Việt Nam. Bạn Jorge Dominas thì đã ra người thiên cổ, thì thành ra không biết rằng trong cái ban mà giám khảo đó có ai thấu hiểu được đường ca tài tử để mà đánh giá nó hay không. Nhưng mà thành ra tôi nghĩ các bạn không nên quan tâm quá đi, bởi nó đánh giá thì càng tốt, mà không đánh giá mà tôi thấy một cái chuyện chúng ta làm hồ sơ mà làm cho không phải chỉ tại đất nước miền Nam mà cả nước Trung Nam Bắc đều để ý rằng có một cái bộ môn âm nhạc dính liền với đời sống của dân tộc Việt, người Việt Nam, mà nó có ăn sâu vào trong đời sống Việt Nam, mà nó có những cái nguyên tắc về thẩm mỹ rất là tuyệt vời. Mà thứ nhất là chuyện cái cách đờn vừa rau vừa ngẫu hứng, mà cái vận hành giai điệu nó đúng theo cái dịch lý. Dịch lý tức là có một cái biến dịch, bất dịch và giao dịch. Thì trong đờn ca tài tử, cái bất dịch là lòng bản, biến dịch là những cái bài bản, giao dịch là khi nào hai cái đờn gặp nhau, gặp gỡ đưa ra, thì những cái chuyện mà vận hành giai điệu, phát triển giai điệu, đi ra sáng tạo, có nhiều cái chuyện cơ sở dính liền với cả những cái triết lý sống của dân tộc người miền Nam Việt Nam. Thì riêng chúng tôi thấy rằng nó có một cái giá trị nghệ thuật rất lớn, rồi nó đẻ ra cải lương. Mà cải lương không phải là một thứ cải lương. Cải lương từ cải lương cổ tới qua cải lương theo cải lương xã hội, rồi cải lương theo đạo Phật, cải lương theo kiếm hiệp, cải lương theo cắt bùm và chiến tranh, rồi cải lương theo La Mã, cải lương theo nơi kia, bao nhiêu lần chuyển hình và định hình. Cái nghệ thuật đó tuy là nó thời gian rất ngắn, nhưng mà nó đã thể nghiệm ra bao nhiêu thứ, nó diễn tả ra được bao nhiêu cái tình tiết. Vở cải lương cũng được mấy trăm vở, mà toàn là những cái người đem hết cả tâm huyết mình bỏ xô vô trong cuộc đời cải lương đó. Thì chúng tôi thấy rằng từ đờn ca tài tử đi lên tới cải lương, chúng ta có một cái quá trình, mặc dù rằng thời gian rất ít, sanh sao đẻ muộn, nhưng mà nó biến chuyển rất mau, mà nó biến chuyển rất nhiều. Thì thành ra cái đó cũng làm cho chúng ta hãnh diện, mà chờ đợi cái kết quả đó, chỉ là chờ đợi thôi, chứ đừng quá trông mong rồi thất vọng. Mà nếu mà có được thì càng tốt, không có chúng ta cũng vẫn làm cái hồ sơ, và tiếp tục chúng ta cũng phải coi cái đó là cái di sản cha ông chúng ta chắc chiêu gìn giữ từ đời này qua đời kia, chịu thử thách của thời gian. Bây giờ chúng ta còn thích được thì tại sao chúng ta không chơi, tại sao chúng ta không phát triển. Thì tôi thấy ngoài ra những người lớn tuổi như anh Vĩnh Bảo, như chúng tôi là những người mà quá 90 tuổi rồi, còn có những tuổi trẻ đi lên. Cái tiếng đời của tuổi trẻ bây giờ nó có, nó là không phải già dặn như là cái người già, thế nhưng mà nó có bay bướm, nó có những cái luyến lái, nó có những cái sinh động, nó có cái tươi mát của tuổi trẻ. Thì xin cảm ơn tất cả các em nhỏ mà chịu khó tiếp tục công việc đó, và chúng ta vui với cái chuyện chúng ta đang có đây mà không cần nghĩ tới cái chuyện tương lai. Xin cảm ơn những chia sẻ rất thật của thầy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì thưa thầy, chúng ta vẫn hy vọng ha, và trong thời gian sớm nhất thì loại hình nghệ thuật này cũng mau sớm sẽ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Dạ. Thưa quý vị, xin hỏi có quý vị khán giả nào? Xin mời bạn. Dạ, bây giờ cháu thấy ở các nhà hàng, các quán có tổ chức cái chương trình mà nhạc dân tộc á, mà họ giới thiệu là đờn ca tài tử. Như vậy thì những cái chương trình như vậy có được UNESCO sau này công nhận là di sản quá không à, thưa giáo sư? Cái đó là khác. Cái đó là tức là một cái bộ môn nghệ thuật mà nó đang chuyển thành tới thương mại quá, mà nó giúp cho cái sở du lịch, nó giúp cho người ta hiểu biết thêm. Thì cái số mà những người đi ra đờn ca tài tử đó, nó có số lượng mà nó chưa có chất lượng. Có rất nhiều, nhưng mà những người đó chỉ đờn được 2-3 bản rồi thôi. Nếu không nên để cho UNESCO coi cái đó là cái phát triển của đờn ca tài tử, nếu coi cái đó rồi thì thành ra cái đó là âm nhạc đờn ca tài tử không còn là một nghệ thuật chúng ta phụng sự, mà đã biến thành một món hàng chúng ta bán. Thì cái chuyện đó
chúng ta phải nghĩ rằng trong xã hội mới đây, cái chuyện đó cần thiết cho du lịch, cần thiết cho kinh tế chúng ta thì làm, nhưng không phải cái chuyện làm đó là chuyện hay nhất. Là bởi vì cái đờn ca tài tử ngày xưa là cái tinh thần đờn ca tài tử là không cần tiền cũng đờn, mà đờn sáng đêm đờn chết bỏ. Còn cái chừng là nó không muốn đờn rồi thì có thể trồng bạc để đó, nói ông tài tử, thôi để ông đem bạc gì, chúng tôi hôm nay không thích đờn. Thì cái đó là tinh thần cổ của ngày xưa. Mà cái hay không phải là tại nó ra có cái số lượng đông, mà nó hay là phải nó đi vô sâu. Thì cái hay đó là những cái chuyện của những mấy cháu như Quỳnh Khải, như Hải Phượng, là chẳng những những người biết đờn mà lại còn biết nghiên cứu. Thì thằng càng ngày nó càng đi sâu hơn. Thì những cái do tương lai đó là nhờ nơi ở trong tay mấy người mà nghiên cứu đó, chứ không phải ở trong mấy cái chỗ nhóm tài tử mà của mà du lịch đi đâu. Nhưng mà tôi cũng chống lại cái chuyện đó, là bởi vì nếu đem cái bộ môn đó mà giúp được cho du lịch tiến bộ, giúp cho nền kinh tế chúng ta được phát triển thì tại sao không. Nhưng đừng coi cái chuyện đó là một cái phát triển hay của đờn ca tài tử, là một cái phát triển phải có trong cái giai đoạn này, trong cái hoàn cảnh bối cảnh kinh tế của đất nước Việt Nam. Chứ còn cái chuyện đó nó là một cái chuyện không thể để đem ra mà cho UNESCO thấy rằng chúng ta có nhiều những dàn nhạc như thế. Không, cái đó không phải là một điều kiện cho UNESCO để mà tôn vinh đâu. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn bạn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ rất thú vị, rất hay của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Và bây giờ đây, để tiếp theo chương trình thì xin giới thiệu với quý vị giọng hát của một ca sĩ. Chị hát tân nhạc, thế nhưng mà khi chuyển qua tân cổ thì giọng hát cũng rất là ngọt ngào. Xin được giới thiệu với quý vị ca sĩ Thanh Thúy. Thanh Thúy xin được trân trọng kính chào quý vị đại biểu, quý vị khách quý và tất cả quý vị khán giả. Và quả thật trong buổi tối ngày hôm nay, không gian ấm cúng và đầy ý nghĩa này, chúng ta được nghe những trao đổi và những lời tâm sự rất đầy ý nghĩa của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, và được thưởng thức những tác phẩm vọng cổ, đờn ca tài tử thật là hay. Thì Thanh Thúy cảm thấy mình là người ngoại đạo khi đứng trong không gian này. Tuy nhiên, Thanh Thúy cũng như tất cả quý vị ở đây là những người con của miền Nam, của đồng bằng Nam Bộ. Thì khi ngân nga những câu ca cải lương thì điều đó cảm thấy giống như là máu đã chảy trong huyết quản của mình. Và xin tâm sự một chút xíu với quý vị là Thúy mê cải lương từ hồi nhỏ, cho nên là khi mỗi một dịp mà được nghe cải lương hay bây giờ được hát cải lương thì Thúy rất là khoái. Và khi ban tổ chức chương trình này có ý định mời Thúy hát một bản tân cổ đi hầu tặng cho quý vị thì Thanh Thúy nhận lời ngay, và hy vọng rằng sự cố gắng của mình sẽ được quý vị chia sẻ. Và mong rằng là khi Thúy hát tân cổ có trật nhịp hay có không có mùi chút thì quý vị cũng bỏ qua và hãy vỗ tay cho Thúy quý vị nhé. Cảm ơn. Bây giờ sẽ là một bài tân cổ rất hay. Bài tân cổ này được viết lên từ một bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn đã rất quen thuộc với tất cả chúng ta, đó là bài Hành Trình Trên Đất Phù Sa, và do soạn giả Hoàng Song Việt viết lời vọng cổ. Mời quý vị nghe sau đây. Hãy
tôi sống trong nhịp đậm tình. Phù sa ơi, ngây ngất bước chân tôi về không nỡ, ở cũng chẳng đành thương miền đất ngọt. Từ phố thị phồn qua tôi về thăm lại miền Tây, qua những nẻo đường phù sa yêu dấu quê hương tôi, những tháng ngày thơ vẫn đóng mãi trong tim một tình cảm. Tận sông tiền một thảm lúa vàng mênh mông rộng mở, đón đưa chân người trở lại đất quê xưa. Một cuộc hành trình đơn độc bước phong sương, mà lòng lữ khách nghe niềm thương giàu giặc. Ở tận đàn xa đáp một đồng sao hát, được không quý vị? Dạ, vậy mình phát huy mình làm đào cải lương luôn nha quý vị.
Dạ em cũng tự bất ngờ với em nữa. Chắc là do không gian khán giả, không gian này và khán giả hết sức trân trọng với bộ môn nghệ thuật cải lương, cho nên Thanh Thúy cũng được thăng hoa theo và hát nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Thúy thì vốn liếng không có nhiều, gần đứt vốn rồi. Nhưng mà trước tình cảm quý vị thì xin được hát tặng quý vị một bài tân cổ nữa. Chỉ có 3 câu thôi và bài tân cổ này cũng rất nổi tiếng. Đó là bài Điệu Buồn Phương Nam của Vũ Đức Sao Biển. Mời quý vị cùng nghe.
sầu thương sao chẳng nghe trời. Ba bình chúng ơi, sao bỗng nghe lời khu ca ly biệt thôi đành từ đây. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã vỗ tay cho phần biểu diễn của Thanh Thúy và dàn nhạc. Xin trân trọng cảm ơn dàn nhạc rất nhiều. Và cháu xin được kính chúc giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê thật nhiều sức khỏe để dìu dắt những thế hệ nghệ sĩ đi tiếp theo. Và mong rằng giáo sư cũng sẽ có những cái sự tư vấn để giúp nhiều hơn cho nền nghệ thuật sân khấu cải lương, và mong rằng sân khấu cải lương của chúng ta sẽ luôn luôn đứng vững và thăng hoa trong công cuộc phát triển chung của đất nước chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và xin chào giáo sư. Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Thúy. Thưa quý vị, cho phép chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chương trình đã có rất nhiều người yêu thích ủng hộ chúng tôi ngay từ khi mới vừa thực hiện chương trình, và rất là muốn có mặt để tham dự, nhưng vì một vài lý do khách quan cho nên là đã không thể tham dự được. Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để xem một vài tâm sự gửi gắm của ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vixsun. Kính thưa thầy Khê, tôi là một cái người hâm mộ về đàn tài cải tử Nam Bộ và cải lương, và cũng biết được đến thầy từ mấy mươi năm nay qua cái công trình nghiên cứu của thầy và qua các thành quả mà nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc đã được sự giúp sức, đã được cái kho tàng kiến thức vô cùng rộng lớn của thầy tạo nên bằng những thành quả đó. Tôi rất là tự hào với những kết quả mà ở Việt Nam chúng ta đã được công nhận. Thông qua cái buổi họp mặt hôm nay, tôi rất tiếc là không có cái điều kiện để tham dự, nhưng mà cũng nhân đây xin thay mặt cho cái người hâm mộ cũng như là một người học trò xin gửi đến đây lời chúc sức khỏe, và mong rằng thầy sẽ có sức khỏe bền vững để tiếp tục cái ngọn lửa mà thầy hiện nay đang đốt cháy. Và tôi nghĩ rằng ngọn lửa thầy đang đốt cháy, kho tàng nghiên cứu của thầy đang cống hiến sẽ tiếp tục là cái tấm gương để cho thế hệ trẻ chúng tôi noi theo. Xin cảm ơn thầy. Vâng, thưa quý vị, những lời chúc của ông Văn Đức Mười cũng chính là lời chúc của chúng tôi muốn dành cho giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Và thưa quý vị, đặc biệt có một điều làm chúng tôi rất là xúc động là trong ngày hôm nay, chiếc ghế mà giáo sư đang ngồi chính là một món quà của một doanh nghiệp gỗ gửi tặng cho chương trình. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin được mời giáo sư sẽ ký tên lên chiếc ghế ạ. Xin mời thầy ký tên lên chiếc ghế để tăng thêm ý nghĩa cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời ban tổ chức sẽ chuẩn bị bút và mực để thầy ký tên lên chiếc ghế và cái bàn, chiếc bàn. Dạ. Trước tiên là thầy sẽ ký lên mặt bàn và sau đó sẽ ký lên tay ghế. Dạ, và trong khi thầy ký thì cho phép Quỳnh Giang cũng xin được giới thiệu doanh nghiệp gỗ đã tặng cho giáo sư chiếc ghế này, đó chính là anh Ba Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Danh Mộc Ba Sơn, mà đại diện đây là ông Phạm Văn Ba, tổng giám đốc công ty. Dạ, con xin cảm ơn thầy, và thầy ký lên tay ghế này. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt vì những hình ảnh thật đẹp và thật ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay, và xin cảm ơn anh Phạm Văn Ba. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe những
chia sẻ phát biểu của anh Hùng là phó giám đốc của công ty Ba Huân và là giám đốc của quán cà phê New Link, nơi chúng ta đang tổ chức chương trình. Xin mời anh. Dạ, kính thưa thầy. Dạ, kính thưa quý vị khán giả. Hôm nay con rất là vinh dự và mời được thầy đến để cùng trò chuyện cái chuyên đề đàn ca tài tử này. Con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào. Xin thưa với thầy là Ba Sơn cũng là một người bạn thân với con. Thì Ba Sơn có gửi gắm anh em, gửi gắm với con tụi con là cái món quà mà chiếc ghế và cái bàn này sẽ theo thầy để làm con đường nghệ thuật. Và sau này cái giá trị của nó chỉ là đưa vào trong vấn đề là về văn hóa và xã hội từ thiện. Dạ, xin hết. Dạ. Xin tất cả cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn công ty Ba Sơn. Là bởi vì hôm nay tôi không ngờ rằng có một cái mà nó thật ra không phải là trong đời của tôi chưa bao giờ ngồi trên cái ghế đẹp đẽ như thế này, mà lại có cảm giác là cái ghế này nó quý. Cái này là thường thường cái cuộc mà được tuyên dương là từ trên đi xuống, hoặc là chính phủ cho được một cái hay quốc tế là cho một cái danh hiệu gì đó, thì cái đó là tôi cảm ơn. Nhưng mà cái cảm ơn nhất thầy là đi từ quần chúng đưa lên, từ những người yêu nghệ thuật đưa lên, thì cái này trong đó cái giá trị của nó không phải là do một cái sự ban khen, không phải là cái sự tôn vinh, mà đây là một con cái cùng chung chia sẻ một cái tình thương dân tộc, tình thương âm nhạc truyền thống dân tộc, tình con người đến với con người, tình với người đồng điệu. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn những người đồng điệu mà tôi cho cái này là một vinh hạnh, mà vinh hạnh đó là giúp cho tôi có thêm cái sức khỏe để mà tiếp tục đi theo con đường bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời các nhà tài trợ, chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chụp tấm hình lưu niệm với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hê. Xin mời ông Nguyễn Ngọc An, phó tổng giám đốc công ty Vít Xăng, bà Phạm Thị Huân, giám đốc công ty Ba Huân, ông Phạm Văn Ba, giám đốc công ty Ba Sơn, và ông Phạm Thanh Hùng, giám đốc cà phê New Link. Dạ. Và chúng tôi cũng xin kính mời các anh chị em văn nghệ sĩ, ca sĩ Thanh Thúy và nhóm nhạc Hải Phượng cùng các anh nhạc sĩ ra sân khấu. Và bây giờ thì đại diện ban tổ chức sẽ gửi tặng những bó hoa tươi thắm cho các nhà tài trợ chương trình. Xin mời lãnh đạo của quận ủy quận 6 sẽ lên tặng hoa cho các nhà tài trợ. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị tài trợ, các anh chị em nghệ sĩ. Và bây giờ thì đại diện của công ty Vít Xăng sẽ gửi tặng cho các nghệ sĩ những món quà thay cho lời cảm ơn. Dạ. Cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của các mạnh thường quân, và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các quý vị khán giả đã đến đây để xem chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ rất thân tình của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Quý vị thân mến, như vậy là chương trình buổi chuyên đề của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị, và hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay chúng ta đã có được rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống này, và rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho bộ môn đờn ca tài tử nghệ thuật cải lương này. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào. Xin chào tạm biệt quý vị.